Xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay là một ngày buổi chiều nghe đang rảnh rỗi thì lấy cái xe chạy vòng vòng đi qua mấy nhà hàng xóm của mình chơi. Hàng xóm của Nga thì rất là thân thuộc, có nhiều người quen lắm quý vị, quen thân lắm. Thì hôm nay em sẽ ghé tới nhà hàng xóm của em. Ảnh vừa về gần sát nhà em luôn quý vị, anh sửa nhà chưa có xong gì hết trơn nhưng mà em vẫn đột nhập vô để coi ảnh làm gì ha. Bây giờ chúng ta nói gì là biết là nhà ai rồi. Đây là một buổi chiều rất là đẹp nha. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, bước vô cái nhà là thấy đẹp liền vậy đó. Cái gì mà kêu lanh lảnh vậy? Ô. Hi. Hello. Trời ơi, anh Quang Lê. Tôi thì tôi đang đây, biết đây gì không? Cái vườn hoa. Hoa 10 giờ. Trời ơi, sao y chang nhà Nga vậy? Nhưng mà bữa nay là nó kỳ quá, thường là 10 giờ xong nó nở. Mà giờ hết 10 giờ rồi, 6 giờ chiều nó cũng còn nở kìa. Hoa 10 giờ nở muộn. Mai mốt tôi gặp nhạc sĩ Đài Phương Trang, tôi sẽ nhờ ổng sáng tác bài Hoa 10 giờ nở muộn. Bây giờ không có 10 giờ mà nó cũng còn nở nè. Ủa thiệt á, có mình cái cây nhà Lê nó vậy, cái cây nhà Nga là sau 10 giờ nó tắt ngấm à. Thì đấy, bây giờ tôi thấy bất ngờ quá nè, hoa 10 giờ mà nở muộn. Vậy là tài lộc sắp đến rồi. Đây mọi người ơi, đây là chúng ta đang đi qua căn nhà của anh Quang Lê vừa tậu nha quý vị. Chứ quá trời nè, quá trời quá đất nè. Trời ơi, cái đó phải trim nữa nha, tỉa đó Lê. Sao không ngờ cứ sau 10 giờ mà nó vẫn mở nè. Đẹp, cái này nó nhảy dữ lắm Lê ơi. Ở trong đây bề bộn lắm á, vô coi không? Ủa? Thì em thích vô coi cảnh bề bộn, em vô phụ anh mà. Hôm nay anh muốn phụ gì đem phụ. Cái này là mai mốt sẽ trồng hoa 10 giờ. Không, cái này nó không đủ nắng, trồng hoa 10 giờ nó không có lên. Lê phải trồng xương rồng, sen đá các kiểu thì ok. Giờ đang sửa nên cũng để bề bộn nhé. Không, chỗ này mai mốt trồng cây. Ui, mua men tôi xin nhô. Ôi, trời ơi, ủa sao nó nói là sửa hết rồi, sao giờ con sửa lại nguyên căn nhà vậy? Không, chưa. Khi nào mà chờ sắp xếp gần xong rồi. Vậy là cái nhà này là Lê phải làm giống như cái đậu chế rồi nữa. Cái nhà đẹp lắm Lê. Cái view phòng khách với bếp đẹp nè. Nó phải mở ra hết vậy nè, không gian rộng. Đó. Dạ. Đó, bà vô bà khám phá nhà tôi đi nha. Cái trần bây giờ nó cao quá Hải ơi. Khi nào mà xong thì là Nga với lại Mai Thiên Dân sẽ dọn vô đây ở chung. Anh làm cái tấm mền xây phòng không? Đó, mình cho Mai Thiên Dân phòng rồi. Đây là mai mốt là cái bếp đúng không? Đây là cái bếp. Bếp 405 nha. Bếp 405, được không? Thế Nga giới thiệu cái được luôn cái bếp luôn. Là Lê sửa trơn rồi nha, tưởng là nhà này làm sẵn cho Lê rồi chứ. Không, cái nhà này hồi xưa mua là cũ xì á. Là Lê, giờ Lê phải làm cũng cực á, tốn tiền lắm á Lê. Cái nhà này là đổ hơn cả trăm á nha. Nhiều lắm, giờ làm lại thì làm lại hơn, bên trong. Hơn 100, nhà này hơn 100. Cái này là phòng tắm toilet mọi người. Cái này là 3 phòng đó phải không Lê? 3 phòng. Ồ, phòng nào cũng rộng hết trơn mà. Mà Nga cũng mới sửa nhà nên Nga biết phải không? Ồ, kinh nghiệm nhiều lắm, giờ cũng hỏi tôi gì, tôi kể cho. Cái phòng này tôi tính là đóng mấy cái để làm thành keo áo quần, phòng keo. Mình làm mấy cái kệ giày rồi để tủ áo vậy đó. Cũng ok. Còn phòng bên đây là phòng của Thúy Nga hoặc Mai Thiên Vân, ai qua để ở. Phòng nào của Lê, để Nga biết nè. Đây, phòng thẳng vô đấy. Phòng này của Lê đúng không? Còn tụi em là hai con vợ, con vợ cả với vợ lẽ ở chung phòng này phải đúng không? Rồi. Ở đó. Em có phòng rồi quý vị ơi. Có nghĩa là mai mốt là nhiều lúc em buồn quá thì em đi qua đây em sẽ ngủ với Quang Lê. Đây là phòng của ảnh nè. Cái phòng này là phòng của vua đó quý vị. Nó có cái view này. Này luôn. Mà có cái view này đẹp không? Thơ mộng không? View để ngắm luôn nha mọi người. Thơ mộng. Rất là thơ mộng nha. Là lúc trước là không có cái cây đó mà tôi biết là cái phòng này của mình, cái mình trồng cái cây vậy đó. Không, tỉa lại, trim lại, làm cây khác mình cho đẹp. Trời ơi, master bedroom cái nó khác liền mọi người thấy không? Cái nhà này á, nhà thích nhưng mà biết nhiều. Thấp. Trồng nó hơi thấp. Đúng, tại cái bố cục ngày xưa á. Cái bố cục nhà này ngày xưa á. Cái chỗ này mình không có đẩy cái này trần lên cao được hả ta? Không biết đẩy được không nữa.
không không nó maximum được ai nhìn nè không cái bên cái đà cái này nè không biết cái đèn này có được không là cho đi cái đó phải mu ra hỏi để cho nó chật nó cao đẩy nó đang được mà đi nếu mà nó đẩy được thì là được thì quá hay luôn cái này á nếu mà là nếu là cái máy cái trục mái nhà này không làm gì được tôi để tôi hỏi thợ nó hỏi anh Hải thôi hỏi thử coi nếu mà mình mu cái đó ra thì là cái phòng nó sẽ thoáng hơn ừ. nó bị cái tự nhiên cái nó bị chật ừ. nó bị chật thấy cái phòng không gian nó bị chật á mở cái đó ra luôn hỏi anh Hải coi ok chúng ta sẽ hỏi anh Hải đây cũng như là phòng của Thúy Nga với qua Mai Thiên Dân đó mọi người ừ. Nhà đang còn bề bộn dữ lắm nhưng mà mình vẫn được review ảnh giấu dữ lắm mà cuối cùng bị em đột nhập vô ôi cái nhà này Lê phải làm mấy tháng mới xong không bây giờ bà giữ đây thì mai mốt mà tôi hoàn thiện á mà quay một cái để cho ta biết anh em hỏi nè cái ở trong phòng Quang Lê á nó có một cái trần nó hạ xuống nó bị thấp á cái đó mình dỡ ra được không anh không cái đó nó liên quan tới cái máy nha nếu mình ra ngoài mình nhìn cái máy nó bị thấp như chỗ đó cái design của nhà này chỗ đó nó thấp lắm cái kiểu nhà mễ ngày xưa đó đúng không cái góc nó tam giác đó đúng không nhà cái khu này giống nhau vậy đó cái khu này nó xanh vậy cho nên chỗ đó không nhà này là nhà cổ kính giống như nhà Đà Lạt ngày xưa hai mấy xưa đúng rồi cái nhà này cái phong cách của mễ mà không tôi là Huế vua chúa tôi ở nhà cổ kính vậy đó thì đúng rồi nên mới nói là nó hợp với lại cái phong cách của Lê đó cái yeah. bát cồn nó tháo ra nè còn này là có hai phòng ở dưới đúng không mình anh Hải ơi cái này rút quá dưới này được không gian luôn nữa nè dưới này được không gian với con không gian cái này làm phòng thu phải không cái khúc này là tôi để làm phòng thu để mỗi chiều có cái mình qua đây mình thu mình ca hát mình chơi vậy đó đó đồng thời vô coi để mới là cái chỗ này làm phòng thu nó hợp lý cái mình ăn chơi trên nhà trên cái mình chạy xuống đây ca hay á idea good idea đó tôi làm phòng thu mình vô thu thanh được đấy ở phòng thu đây xong có cái restroom đây luôn mọi người đúng rồi có cái phòng tắm đây luôn chưa có đèn thôi giờ đang tắt hết để làm construction không xin mà cái trong này có vẻ là làm rồi này còn ngoài này là phải làm lại chưa này em đi khám phá nhà Quang Lê khi chưa hoàn thiện mai mốt hoàn thiện rồi chúng ta sẽ được nhìn một cái nhà hoành tráng đó nha được coi đất rộng luôn nè coi có build được thêm nhà không nè ôi cái này build được căn nữa nè lên ADU đó cái này làm được ADU nè ôi nhà này cây cối sùm trời đất mà ủa mà cái bàn của ai tự nhiên gói ra đây tôi không biết quay vậy chắc hỏi phải của Nguyên Lê không không cái bàn này giống như cái bàn gì á bàn gì tự nhiên sớm nằm trong nhà tôi thì cái bàn này chắc của chủ cũ họ không xài á bàn đẹp chứ bộ như cái, đẹp cái mình sơn lại nó đẹp lại thôi này giống như cái bàn máy may vậy không phải bàn này bàn gỗ bàn ủa, có điện nữa như không. Là máy may Nga ơi không phải máy may có dây điện nè cái bàn đó để là bàn làm việc bàn văn phòng office á để cái đang làm có mấy câu điện không để cái laptop lên ủa cái bàn này bàn gì vậy anh Hải ôi bàn này cũng mắc tiền lắm đó nha có dây điện dưới nữa nha có dây điện dưới nè, cái này là xây được căn nữa nè cái này hồ bơi cho chám lại nè tốn 10.000 làm rồi đó hả ngày xưa là hồ bơi cái tôi vô tôi thích là có cái sân vườn đi ra đi lại thế là tôi ngậm ngùi tôi tốn tiền 10.000 phá cái đập lắp cái hồ bơi này không mà lắp đi thật sự ra lắp đi mai mốt mình làm cái khuôn viên chơi nó dễ thương hơn tại hồ bơi á nếu mà làm hồ bơi ở đây thì cái đất nó hơi bị chật nó không có cái không gian enjoy nhiều qua coi này nhà cũ có bơ có trái luôn này ngon á đây được cái kho nói chung là Quang Lê giờ gần nhà Nga lắm mọi người chạy có 3 phút là tới rồi nhà Lê với nhà Nga gần nhau bây giờ mà Lê á về đây rồi á mà Lê cứ Nga ơi Lê đổi quả là ùa qua nhà Nga liền nhá Lê đây thấy không cái bơ nhỏ mà có vỏ nó có trái rồi nè cái bơ ủa yeah. cây này nhỏ hả nó có chút xíu mà nó có trái rồi nè cái bơ trời ngon quá hả ngon lắm ủa cái bơ này ngon lắm nè trái này sáp nhưng mà phải cẩn thận có nguyên một cái vườn chanh nữa mà coi đi chanh quá trời luôn coi chừng là mấy con sóc nó ăn đó nha sóc nó ăn bơ dữ lắm nhà Nga có cây bơ nó ăn không cho mình ăn được trái nào luôn còn cái cây kia là cây gì tôi chẳng biết nữa cái cây đó cái lá nó thơm lắm Nga không còn cây chang gì luôn đó
mà nó nhỏ hơn cây cua lê. Ủa cái cây này nè, nó tỏa bóng mát vậy thôi chứ nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Chắc cửa vẫn tháng nữa nhà xong rồi em. Không có đâu, hơn nhà này phải hơn 2 tháng hơn. 2 tháng không? 2-3 tháng. Trời ơi nó bề bộn quá Nga ơi, coi này mình coi dây điện cũ là dục hết. Những cái dây điện cũ là dục hết luôn á. Ồ, mấy dây điện cũ ngày xưa nè, nhìn nè. Chán dễ sợ không? Hoành tráng lệ không? Nhưng mà dục hết. Cái dây ngày xưa sẽ làm mấy ống này gì ha. Nhà này tôi nhìn rồi, kiểu gì cũng phải trên 100. Tất cả những cái dây điện từ nguyên cái nhà là thay hết luôn á. Đúng rồi, phải thay hết chứ, nó cũ quá rồi. Mà nhìn cái điện này cũng gớm đúng không? Nói chung là nhà này Lê chuẩn bị tinh thần đi. Thêm tiền đó, không có giỡn chơi đâu. Thì nó... Nếu mà mình muốn làm cho thiệt đẹp thì mình update thêm tiền rồi này nọ. Đúng rồi. Coi như là tường thành này đập hết luôn. Đập hết luôn. Cây này giờ để đây đó nha. Được, cây hoa sứ để đây. Sau cái nhà Lê, nhà Nga cây giống giống nha. Cây này là Lê biết cây gì không? Cây cam. Cây cam đó. Cây cam nó mà sao nó mọc ngay sát cái mái nhà nguy hiểm quá ha. Vậy bây giờ cắt này đó. Không, bây giờ mình trim cho nó mọc ngược lên nè, cho nó mát. Đó, rồi ở đây có cây cọ nè. Ở đây có cây hoa sứ rồi mọi người. Nói chung là Nga rất là vui khi mà anh Lê đã mua một cái nhà sát nhà em. Giờ tụi em có cơ hội tới gần nhau hơn. Mai Thiên Dân thì ở trên Fountain Valley nó hơi xa một chút. Mai Thiên Dân đến đây thì hơi cực hơn Thúy Nga. Nga thì có điều kiện hơn. Nga dọn về nhanh hơn, qua chơi lẹ hơn. Nói chung làm gì cũng trước Mai Thiên Dân một bước. Mai Thiên Dân à, em không có cửa với chị đâu. Em bích cửa với chị rồi. Nhà chị sát bên Lê mà có đói kém gì thì qua nhà chị. Em thì em đâu biết nấu ăn như chị đâu, đúng không Mai Thiên Dân? Em rồi cái nữa là nhà em đâu có trái cây như chị đâu, đúng không Mai Thiên Dân? Nhà chị nè, sầu riêng nè, bưởi nè. À, nho Hàn Quốc, măng cục, rồi nhãn Hawaii các kiểu, anh thấy không? Có trái cây chứ đang tự nhiên thèm trái cây. Thì đó, bởi vì giờ chẳng lẽ rủ ngược lên đi về nhà Thứ Nga ăn lại nữa. Có trái cây gì không bển không? Ở bển hả? Hôm nay là có măng cục nè. Ngon phải không? Vừa về, chú trời vừa về. Ngon lắm. Nghe nha. Ủa dù gì? Vừa rồi tôi đi ra tôi mua một cái thùng măng cục. Tôi tặng anh Đồng Sơn. Lần đầu tiên là tôi đi với má tôi. Thì ăn rất là ngon, trái nào cũng ngon đó. Ở ngoài chợ gần ngoài đó. Xong rồi cái lần thứ hai tôi không? Đi vô tôi cũng mua thùng măng cục. Nhưng mà lần này thì cô chủ không có nhận ra tôi là ca sĩ. Lần trước là có cô chủ nhận tôi ra ca sĩ, đưa cho tôi thùng rất là ngon. Cái lần sau cũng nhận ra hả? Ủa sao Lê mà ai không nhận ra? Lần sau cô chủ cô nghỉ nhân viên làm. Thế là tôi vô tôi mua một thùng cũng 120 gì đó. 115 hay tôi không nhớ nữa. Không, 120 là bị bắt đầu nó hết ngon rồi, nó xèo xuống. Xong rồi tôi ăn 10 trái, nó úng 10 trái luôn. Không phải là nó dở, không phải là nó gì. Nó thành rượu luôn á. Cái trái cây mà nó chín thành rượu á. Trời, lần đầu tiên nghe ví dụ mà măng cục là nó chỉ chai thôi, ví dụ mà măng cục mà thành rượu là sao? Tôi ăn vô là trái nào trái nấy nó thành rượu, mà tôi ăn một trái tôi tức quá, tôi nghĩ là chắc là có sao cái miệng mình sao bữa nay kỳ ta, tôi ăn 2 trái. Hoặc là cũng có thể mình nghĩ có thể là nó chín lối, hiểu không? Thế là tôi ăn 3 trái nó cũng thành mùi rượu. Tôi ăn 9 trái, 4 trái nó cũng thành cái kiểu mà nó câm rượu đó. Trời, lần đầu tiên mà nghe măng cục mà giống như rượu luôn đó. Nó chín mà nó chín luôn quá thành rượu luôn á. Rồi tôi ăn tôi tức quá tôi mở trái thứ 10 ra nó cũng vậy. Xong tôi điện liền cho anh Đồng Sơn. Anh ơi, cái thùng măng cục của em vừa rồi em đưa cho anh ăn sao? Anh mới ăn mà nó gần như nó úng mà nó chín lố đó em. Ủa vậy hả, ăn mấy trái rồi, trái nào cũng bị đó. Ngưng, đưa cho tôi đem đây tôi trả lại cho bà chủ. Thế là ngày mai tôi đem nguyên một cái thùng ra. Tôi nói chị nói chuyện với má em này, em không có biết. Cái má mới điện nhà, má nói về nhà chị. Qua sĩ Quang Lê là con em đó. Nó mua thùng này ăn trái nào nó cũng chín rụng trái nấy, chị ơi chị đổi cho nó trồng mới. Cái cổ đổi lại thùng mới, cái cổ nói con khui ra con ăn coi được không. Tôi khui 2 trái cái thấy ngon 2 trái. Tôi đem về. Trời ơi thiệt không? Tình ngon. Ủa mà sao anh ngộ gì? Ủa anh không biết tôi bán măng cục, sao mà anh đi mua măng cục chỗ khác chi vậy? Tôi không hề biết Thúy Nga bán nha, mà đồ của bà này là chuẩn ngon. Ủa đợt trước hình như Lê đến nhà Nga, Lê có ăn măng cục? Lê chưa bao giờ được ăn măng cục từ nhà Nga vú sữa rồi. Trời ơi nè, vì là Lê sai lầm, Lê phải ăn măng cục của Nga. Măng cục của Nga về hàng hôm nay đúng không? Trong 3 ngày Nga phải đẩy đi sạch.
cái ngày thứ tư là Nga không bán măng cục nữa. Nên nó tươi dữ lắm, nó tươi như thế Nga vậy đó. Trời ơi, mặt hai đứa giống nhau dễ sợ luôn. Tự nhiên hôm nay Nga đang hai đứa giống như ở sau nhà, giống như phu thê ở sau nhà. Giống như mới... Đây là một căn nhà nhỏ hai trái tim vàng đó. Ờ, giống nha. Giờ anh sửa căn nhà này xong đó là em chỉ việc dọn vô ở thôi, chứ em đâu có phải làm gì nữa đâu, phải không anh? Thì đúng rồi, anh mà cưới ai là anh sang tên cái nhà này luôn. Ồ gì hả anh? Trời ơi, sang tên cái nhà. Trời ơi, nghe mà rung luôn á, tay cầm máy rung luôn á. Khi nào mà lúc đó em sẽ nuôi anh trái cây suốt đời luôn. Khi em nào không có tính tiền anh. Khi nào mà kết hôn vợ chồng là anh sang tên cái nhà này với vợ đứng thôi. Trời ơi, thích quá vậy. Anh khỏi đứng. Rồi ngày mai qua gặp Mai Thiên Vân nói câu y chang vậy phải không? Không, Mai Thiên Vân nó có chồng rồi. Ờ, quên, tôi lộn. À, quên. Chỉ trừ khi là chồng Mai Thiên Vân. Không, không có đâu. À, nhiều lúc lộn qua Hà Thanh Xuân đồ cũng nói gì vậy sao? Đúng không? Khó quá. Khó quá. Chị Hà Thanh Xuân khó, bỏ qua đi. Đây thì nếu mà anh cho em căn nhà thì em cũng cho anh ăn trái cây suốt đời, chứ em cũng không có cái gì ngoài trái cây hết đó anh à. Nhưng mình đứng đây cái anh sáng anh hơi, à. hơi không đẹp không, lắm không? Đẹp mà. Anh à, lát nữa anh qua nhà em đi, em sẽ cho anh thưởng thức măng cục nhà em, là anh mới biết cảnh măng cục nha. Chỉ bán đúng 3 ngày là ngăn ngưng à, 3 hoặc 4 ngày. Đến ngày thứ 3 là không ship xuyên bang nữa nha. Ví dụ như hôm nay nè, ngày mai ship xuyên bang là đơn nè. Tại vì ngày mai là thứ 5. Rồi bán ở tại Cali này chỉ trong vòng 2 ngày là hết. Anh Nga ơi Nga. Sao anh? Đang bực bội. Bực bội vô gì? Thấy mặt tôi bực bội không? Bực bội vô gì vậy? Khát nước. Trời ơi, khát nước nữa hả? Rồi giờ làm sao? Bà biết trong đời tôi là những cái người mà khi mà đói bụng khát nước mà cộc tính nhất là biết ai không? Ai? Chồng Minh Tuyết. Ủa gì kỳ vậy? Anh Khiết, chồng ca sĩ Minh Tuyết, là một lần mà anh đói bụng là anh khó chịu nhất trên thế giới này. Đó là phải em được ăn liền đó, phải không? Còn tôi bây giờ tôi đang khát nè, tôi muốn giết bà nè. Trời ơi, thôi đừng có giết em. Bây giờ em sẽ đưa anh đi mua nước liền. Anh muốn giết, nước gì? Nhưng mà giết này là giết gọi là thú đau thương á. Vậy hả? Bây nỗi giờ, đau ngọt ngào á. Bây giờ anh muốn nước gì? Nước mía hay nước miếng hay là nước trà? Thôi bây giờ em chở anh đi uống nước mía nước dừa đi, mình trộn hai cái. Thôi bây giờ là mình đi uống nước mía đi. Rồi sau đó rồi anh nói anh đưa em đi rửa cái gì đó. Rồi hai nay, đứa hai chiếc đi. Hôm nay hai đứa mình đi uống xong đi rửa nha. Ừ, ok. Rửa xe nha. Trời, tôi tưởng được rửa tôi mừng dễ sợ luôn quý vị. Không, tôi không rửa bà được luôn. Thôi bây giờ hai đứa song hành đi đi. À, em qua review nhà của Quang Lê chút xíu thôi. Đợi hẹn ngày mà cái nhà nó đẹp như một cái lâu đài rồi, Thúy Nga sẽ review lại cho mọi người coi nha. Để cho là một cái sự lột xác. Bây giờ mình đi qua mua nước mía xong mình đi rửa xe. Ok. Đây. Anh chờ em lâu chưa? Vô đi. Vô mua nha. Vô đi. Để em đãi anh nè. Hello. Cô ơi, có nước mía sầu riêng chưa? Chưa có. Có máy xay chưa? Chưa có nào. Trời trời, thôi bây giờ cho nước mía, nước dừa đi. Trời ơi, con thấy hai người. Có nước mía không cô? Nước mía, nước mía, nước dừa đi con. Hả? Dạ. Cô coi phim con với cô khỏi ngủ luôn. Vậy hả? Cô coi hoài luôn hả? Trời ơi, coi tối bị cát đi phi dạ. Trường đem cái gì qua dạ. Tối mới dặn thằng em sửa qua, đừng có đem bánh Trung Thu, đừng có bánh biếu qua có. Thì đó. Ồ, nay anh ơi, ảnh đãi em mọi người. Anh lấy 100 đô ra, anh trả hai ly nước mía luôn. Anh đãi em gì nữa anh Lê? Thích gì anh đãi đó, gì đâu. Anh có mua hộp nho thân gỗ nữa phải không? Ăn đi cho em. Trời ơi, giờ mới biết lợ nho là nho thân gỗ, Cali cũng có bán luôn. Đây, cái này là nó không phải mọc lên cái cây nho mà cái cọng nhỏ nhỏ đâu. Cái cây nào? Cái bự lắm á, như cây gỗ vậy đó. Em biết mà. Này Quang Lê đã chứ nghe, uống nước mía mọi người. Ngon. Hôm nay á Quang Lê đãi Thúy Nga nước mía, rồi đãi Thúy Nga đi tặng cái suất rửa xe cho Thúy Nga luôn, mà đến xô rửa xe nghỉ. Số không có lọc ăn quý vị ơi. Thế là giờ tụi em đi về và quyết định là đi đi chặt pin xe với nhau. Bây giờ là hành trình hôm nay thủ sướng mọi người, được tráng sĩ Ga Lăng chở đi đây đi đó. Công nhận bữa nãy lê đậu xe giữa cái đường đó mà lê đậu giữa đường mà lê hay ghê luôn á, không ngại luôn á. Tôi là liều lắm mà gặp lê là lê còn qua mặt Nga luôn á lê.
Bây giờ mình đi vô cái chung chiếc xe này nó cũng tiện mà nó cũng bất tiện. Bất tiện lắm á Lê. Có bữa tôi đi giữa đường nha. Ừ. Mà cái bản đồ này nhiều khi nó cũng khùng lắm. Nó cũng chỉ tầm bậy tầm bội luôn phải không? Tôi đi giữa đường xong rồi nó chỉ tôi ra đi ra một cái vùng ngoại ô Mỹ rất là xa luôn. Có không vậy? Có, lúc đó nó tôi đi từ 11 giờ đêm mà nó chỉ tôi chạy gần 1 tiếng đồng hồ ra cái vùng ngoại ô khác luôn. Tại nó trong đây nó báo là có cái Tesla chạc. Thì nó cách thì tôi đến nơi thì nó báo đóng cửa. Nó chỉ tôi đến một cái Tesla thì tới nơi nó báo đóng cửa thì tôi phải đi qua chỗ khác. Trời, lúc đó pin còn nhiều. Còn có pin còn có 3% à. What? Mà tưởng tượng ngoài sa mạc không? Ngoài không phải ngoài ngoài ô xa Mỹ á. Mà bây giờ chỉ có một cơ hội duy nhất là phải bắt buộc phải đến chỗ đó. Trời ơi, tôi đến đó và biết rung luôn. Đến một cái chỗ đó nó xung quanh không có một chiếc xe. Mà trong cái công viên, trong cái bãi đồ xe đó có một mình chiếc xe của tôi thôi. À. Nửa đêm. Rồi xong sao? Xong rồi tôi đứng ra tôi xài không được. Trời ơi, rồi xong sao trời, cái khúc này hồi hộp với giống phim trinh thám gì vậy? Xong rồi tôi thấy một cái thằng đó nó lái chiếc xe tới tôi cũng rung. À. Tự nhiên nửa đêm có thằng tới. Thì thấy nó đi với vợ nó cũng đàng hoàng. Cái nói ồ, xe ta đang lái về San Diego ta hết pin rồi. Ờ. Nó sạc, cái nó sạc được. Ừ. Mà mình sạc không được. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì cái đó là cái chỗ đó là sạc của coi như là một cái công ty khác chứ không phải của Tesla. Ồ. Cái công ty Evigo gì đó. Trời, cái gì rồi xong sao? Xong rồi cái nói bây giờ mày nó sạc xong rồi cái nó bỏ nó đi, nó nói mày đừng đi nha, mày đứng đây bây giờ. Tao ở đây con mình tao thấy ghê quá, mày ở đây mày đừng có đi nữa. Mình năn nỉ nó đừng đi nữa. Nói không, tao phải chở vợ tao về San Diego. Nói thôi bây giờ tao trả tiền cho mày nè. Bây giờ mày cho tao chạc cái account của mày đi. Tao mượn cái account mày tao chạc chiếc xe tao đi. Rồi tao trả tiền cho mày nè. Thông minh. Khúc đó thông minh, rồi xong sao? Nói thôi tao phải đi, trời. Nga tưởng tượng là 2 giờ sáng mà một mình Lê mà ở ngoài cái bãi parking ngoài ô mà có mình Lê mình thấy rung quá. Ghê lắm. Bây giờ xung quanh thì cũng có cây xăng nhưng mình không đổ được. Chiếc xe này đổ chỗ nào? Thế là mình là đó là những lúc mà mình phải cẩn trọng là phải sạc pin đầy trước khi mình đi đâu. Chính xác. Bố không bây giờ nhà mà ngay quay vô tao coi còn chút xíu luôn. Đâu, 15 mai vô tư. Lên báo lên đỏ rồi đó. Báo lên đỏ nhưng mà từ đây đến cái chỗ từ nhà Nga mà tới chỗ tôi chặt pin nó có 3 như mai. Như là cái điện ngay chỗ này nhìn nó sáng nè. Ừ. Ủa Lê, rồi xong cái khúc đó xong sao? Cuối cùng là xe làm sao? Cuối cùng thằng đó nó có cho. Xong rồi nó nói bây giờ mày lấy cái điện thoại bên ra đi. Để tao chỉ cho mày tải cái app vô tài khoản. Ừ. Rồi tao đứng ngay ngoài trời mà nó lạnh với sao mà tôi phải tải. Xong tôi gọi vô tôi nói ê tôi bây giờ tao sạc cái điện. Sạc chiếc xe nó nói ok mày rút ra đi rồi mày cắm vô. Cắm vô rồi bỏ đưa tín dụng cho nó luôn. Ờ. Cũng không được. Rồi xong. Lúc đó là phải tải cái app xuống. Rồi làm một cái app rồi mình bỏ tín dụng vô cái app của mình rồi đứng sạc mà tôi ngồi tôi sạc xong á thì tôi thấy chiếc xe có hai đứa người da đen nó tới rửa đen rung nữa cái xong rồi tới cái tôi đóng cửa lại tôi nó hỏi mày ra đi chơi với tụi tao không? Nói không, tao ngồi trong xe tao lạnh quá. hai đứa người da đen mà nó đến mà trong cái bãi một cái bãi parking nó rộng lớn mà xung quanh có mình chiếc tôi với chiếc nó à. Mà chiếc nó có hai thằng còn chiếc tôi có một thằng tôi à. Tôi run chứ tôi đâu dám ra. Lúc đó tôi đeo chiếc nhẫn này nè tôi tháo ra. Tôi đeo cái hồ này tôi tháo ra. Tôi cất tôi thả xuống nhà trước đã tôi à, mình đứng giữa bây giờ xe mình tôi nói là bây giờ tôi đang sạc pin nha. Nếu như mà hai cái thằng da đen này mà nó có đụng tịnh gì đó là tôi sẽ bấm 911 liền. Không có, bấm không kịp. Đằng nào cũng phải không chạy được. Chiếc xe điện này nó ác một cái là mình phải đi ra mình rút cái điện mình mới chạy được. Mình đang sạc mình không để máy được. Nó ngang ngược lắm. Đúng rồi. Nghĩa là đằng nào là mình cũng phải đi ra để mình cũng phải, rút ra. Cũng phải bị. Mà bây giờ bên kia là có hai thằng người da đen nó ngồi bên kia. Mà nửa đêm mà mình cũng đâu có dám ra. Tôi ngồi trong xe thôi. Mà tôi nghĩ chắc là cũng nó cũng người đàng hoàng không gì đâu. Nhưng mà tâm lý mình cứ sợ sợ dù là người sợ, thấy người da màu là sợ bị ám ảnh. Người da nào mình cũng sợ hết trơn á. Nhưng ban đêm mình đừng có ngồi
xong rồi cái chút cái nó sạc, chút cái nó đi, lúc đó rồi còn lại của mình tôi một mình tôi, có tôi ngồi tôi canh tôi nhìn coi có xe nào tới không, có người đi qua đi lại, có người trong bụi nó đâm ra không? Ngồi cái suy nghĩ bậy bạ các bạn, nó trời ơi, sao tự nhiên cái mình đi ra cái chỗ này mình sạc mà tự nhiên cái bản đồ nó chỉ mình đi đến nơi xa vậy đó. Mà trong bao nhiêu lâu thì chạc xong? Trời, nó chạc rất là lâu, nó bắt mình đợi đó 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi đâu có đợi. Tôi bỏ vô tôi sạc được có khoảng 10 phút thôi. Là tôi thấy nó lên được chừng mấy chục mai đó. Thì muốn mà mấy trăm mai là phải tới sáng. Thế là tôi nhìn xung quanh không có ai hết trơn á. Tôi ra, tôi rút ra, tôi vô đóng cửa gục. Xong rồi tôi tìm cái điểm Tesla mới. Thì đúng cách đó 4 mai có một cái điểm Tesla. Và hồi nãy cái pin của tôi không đủ để đi đến cái chỗ đó. Đúng hả? Nếu thì bây giờ tôi phải đến, xong rồi tôi chạy tới. Tôi chạy đến Tesla, tôi đi vô. Thì vô là đúng Tesla rồi. Rồi cắm vô nó chạy ro ro nhanh lắm. Xong rồi tôi thấy xung quanh không, nguyên một cái bãi cả ngàn cái parking lot. Tất cả những nhà hàng tiệm là đóng hết rồi, 3 giờ sáng là ai mà làm việc. Thế là tôi ngồi đó lúc 2 giờ mấy sáng á. Tôi ngồi tôi nói bây giờ mình vô đây, mình ngồi hướng nào đây, mình phải canh cái hướng nữa. Thế tôi đi vào cái hướng trong góc á, tôi quay đầu xe lại để tôi nhìn ai mà tới gần tôi là tôi sẽ biết liền, mình quan sát. Đấy. Rồi kể chuyện đi chạc cách làm mà tôi tưởng kể chuyện là hình sự ma quỷ gì thì, mà rung muốn chết thì chạc ban đêm mà. Xong rồi cái tôi đang sạc một mình, tôi ngồi vừa sạc vừa coi nó lên được bao lâu, mà cũng may là cái supercharge của Tesla nó rất là nhanh nha. Nhanh lắm. Đó, tôi chạc khoảng 15 phút là nó khoảng được 150 mai rồi. Tôi nói như là tôi ráng canh thêm, tại lúc đó một lần mình sạc một vòng là mình ráng sạc đầy đầy luôn đi. Thì một lần tìm lần khổ, tại tôi cũng ở xa mà. Thì bắt đầu tôi đang lái nửa chừng, tôi thấy một cái xe tải nó lớn như nè. Một xe tải nó lớn 18 bánh á. Nó vô. Nó đang chạy vô. Ghê vậy. Rồi có một cái thằng nó xuống, một thằng cái anh nó anh lái xe tải 18 bánh. Rồi đầu anh có bóng đèn đi vòng vòng quan sát. Tôi nói chết mẹ, ổng có qua đây không trời. Tự nhiên ban đêm mà không có ai mình, tự nhiên có người qua mình đừng có ngại ngại nha. Thế tôi đứng tôi vừa sạc vừa hồi hộp, không biết là cái ông nội xe 18 bánh này ông có qua để ông hỏi mình gì. Thế là ông tôi canh khoảng chừng 3-4 phút á. Tôi thấy ông cứ đứng vòng vòng hơi hơi gì đó, ông xong rồi tôi nói thôi 1-2-3 ra rút cái cây supercharge. Rồi đi về nhà. Nên mua xe thì nhiều lúc nó bất tiện nghe đúng không? Cũng đi show trên casino đó. Chỗ này đúng vậy nè, bây giờ chuẩn bị hết pin đó nha. Không, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trên này nè Lê, chuẩn bị quẹo quẹo vô đó. Đây, chiếc xe Tesla này là... Mà Lê biết không, nghe với Lê quay chiếc Tesla này nè. Có chị khán giả nghe coi em với Quang Lê chạy Tesla. Chị mới vừa tậu chiếc y chang tụi em màu đỏ luôn mà không có dám chạy, đang cất ở nhà. Ê, chiếc xe. Rồi nghe mắc cười, nghe nói trời ơi, vậy là chứng tỏ là tiếng nghe đi với Quang gì mà Tesla không có trả tiền quảng cáo cho mình ha. Bây giờ mình đi màu đỏ ai cũng lấy màu đỏ hết trơn á. Yên tâm, 14 mai còn như sao. Trời, bữa hôm nghe còn có 3 mai mà đang đi trên freeway. Bữa đó đi show mà chị Thoa chứ nói là ủa em sao không chạc không đủ á chị, chạy đủ. Trời ơi, còn 3 mai nữa trên freeway mà Quang Lê tưởng tượng không, cũng tìm cái chỗ chạc á, mà may quá mình tới cái chỗ mà chạc á là giống như là mình chạm tới nơi là cái xe mình hết pin luôn á. Trời ơi, mà đi mà hồi hộp, cái khoảnh khắc đó nó hồi hộp kinh khủng. Xe luôn. Mình cũng còn ít lắm á nha, nhưng mà cũng nhờ cái supercharge này nó nhanh luôn á. Không, cái supercharge này nè, người ta nói nếu mà xe mình hết pin thật sự nó vẫn cho mình chạy được 10 mai nữa đó. Có không? Có. Giống như điện thoại mình á. Dạ thì vậy thì mình chạy cho hết cái mai này coi chạy được bao nhiêu phút. Bao giờ. Để lỡ nó ngừng sao bà. chỉ có thuê người mà khiêng nó tới chứ. Có bảo hiểm tới. Trời Lê, Lê kể cái chuyện mà supercharge của nó Tesla nó ế lại. Mà tôi đi á, tôi đi 15 mai. 15 mai là xa lắm nha, biết không? 15 mai là xa chứ. Bố hôm của Nga đó 15 mai là tính theo cây số là 30 cây số đó. Bố hôm đó của Nga là đi cũng có mấy mai à. Mà lúc đó đó có khoảng 2 mai mấy á. Mà cái đồ
chặt pin, nó báo là mày còn có 3 mai nữa mày hết pin. Trời, tới nơi là 2 mau táo. Mà lúc mà chạm tới cái cây điện Tesla đó Lê, cứ cảm giác nó hết pin nửa chừng, không có tới nơi được để mà cắm cái dây vô. Trời ơi, cái khoảnh khắc đó nó hồi hộp mà kinh khủng luôn á, cười chết luôn mà sợ. Đi lần cái đó tởn, sau này rút kinh nghiệm không có, không có đi cái kiểu đó nữa. Không nói gì đó chứ nguy hiểm quá. Mua xe điện thì cũng đúng là bảo vệ môi trường đó, nhưng mà mình phải có sự chuẩn bị trước khi mình lái xe. Đúng rồi, mà nó cũng nhanh hết pin đó, mà mình đi nhiều nó nhanh hết dữ lắm. Đúng rồi, nó tính bằng mai chứ không phải là tính vận hành cái máy. Cái nè, lê qua đây như qua khỏi đường đỏ đó. Lê bên đây chút là tới. Ủa sao lê đi có vẻ xa vậy ta, mà hôm em đi thấy gần lắm. Giờ này tiếng nghe chạc ở nhà nên là đỡ thấy ấy. Chạc là phải đi lên cái nhà mới, phải ngủ qua đêm xe nó mới đầy pin. Chạc mà chạc ở ngoài đường thì có 45 phút à. Nhưng mà chạc ở ngoài đường nó nhanh hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mình phải chạc ở ngoài đường hoài nó cũng không tốt cho cục pin đó nha. Thì người ta nói mình chạc pin á, đừng có chạc đủ 100%. Lê chạc lần khoảng 90-95% đổ lại thôi thì cái pin nó sẽ tốt hơn. Người ta yêu cầu 80, người ta Tesla nó cũng có để chữ là yêu cầu á, recommend là 80. 80 thì nó nhanh hết pin vậy. À vẫn đẹp sao Tesla, vẫn đẹp sao. Tới nơi là mừng quá thôi. Còn tới 12 mai nè, thấy chưa? Ê. Bây giờ mình vô Tesla nha. Mình vô Tesla. Tesla vẫn đẹp sao. Đấy, mình sẽ quẹo vô. Ủa thường Tesla nó có cái cục mà ở đây sao nó không có ta? Có. Đây. Ở đây là đằng sau mình là mấy cái trụ sạc á, phải không? Đây hết. Ừ. Quá trời nè. Có nguyên cái tòa nhà đây đẹp ha. Không thì Tesla nó cũng chọn những cái nơi mà sầm uất để nó chạc. Đúng rồi, sang trọng. Bây giờ vô sạc nè. Cái nhà này là cái chỗ này là chạc nhanh nhất đó Lê. Nhanh không? Nhanh, nhanh lắm. Cái này hay đó nha, tự nhiên tôi đưa cái này vô cái nó bật lên luôn nè. Ủa hay vậy, có không? Nè, bây giờ tôi đưa lên là nó bật nè. Thấy không? Ồ, vụ này mới biết rồi nha. Chứ bà muốn sao? Bình thường là Nga phải tự bật nắp lên. Không, đó. Nó tự động, nó có một cái control ở đây, nó bắn qua đây. Chứ cha xem lú quá vậy anh. Giờ tôi nói chuyện với Nga đó, gắn vô là tự sạc luôn. Ôi, xuất sắc nha. Đó, nó chớp không, chớp. Nó phải lên cái đèn xanh này. Lên liền, đây. Lên liền. Đang sạc đó, thấy không? Rồi đó, sạc cái đó.